Hiện nay ở Việt Nam chúng ta đó thì các cấp lãnh đạo cũng đã đánh giá về cái góc độ này. Thì chúng ta theo dõi không gian mạng chúng ta sẽ thấy thôi. Đấy, thì có bất kỳ một vấn đề gì đó thì rất nhiều người, đúng không ạ, rất nhiều người tham gia không gian mạng sẽ đóng vai là gì? Sẽ đóng vai là các nhà điều tra, sẽ đóng vai là quan tòa để phán xét, để ấn định một cái bản án trong một kép nào đó cho bất kỳ một hành vi nào. Đấy, thì chúng ta thấy rất là rõ qua các cái vụ việc ở Việt Nam hiện nay đó, thì đó là một trong những cái biểu hiện, đúng không ạ, một biểu hiện nó rất là rõ ràng về cái chủ nghĩa dân túy, đó là nó lợi dụng vào cái vấn đề nhẹ dạ cả tin của người dân, nó sẽ kích động, đúng không ạ, nó kích động. Đấy, thì hiện nay cũng vậy thôi, ví dụ như những người nào mà có tìm hiểu thì sẽ biết ngay Đào Minh Quân và cái tổ chức khủng bố nó là như thế nào, chứ không phải quá khó để chúng ta đánh giá. Nhưng tại sao vẫn có người bị xúi giục, bị lừa đảo, đúng không ạ? Thì nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân về trình độ nhận thức kém thấp cũng có đấy, nguyên nhân về cái cơ hội là xếp vào những thành phần cơ hội chính trị và bất mãn cũng có, rồi là xếp vào những thành phần là gì, thành phần là mong muốn là tìm ra một cái cuộc sống mà không làm mà cũng có ăn cũng có, nó nhiều lắm, nó rất nhiều nguyên nhân để nó dẫn đến cái hành vi đó. Rồi những người nhẹ dạ cả tin không biết gì cả rồi tự dưng là bị dụ dỗ cũng có, nó lừa là nó sẽ cho tiền rồi nó sẽ cho quyền nhiều ấy. Thế thì một trong những nguyên nhân đó mà ngày hôm nay đó không dễ gì mà Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay. Thế thì đòi hỏi là nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt là cái vấn đề khi chúng ta tiếp cận thông tin, đúng không ạ? Tiếp cận thông tin, chúng ta đừng vội đánh giá bất kỳ một vấn đề gì khi chúng ta chưa nhận thức được vấn đề rõ ràng. Có thể chúng ta Đúng rồi. sẽ nhìn thấy một cái clip hoặc một cái hình ảnh đó, thế nhưng thử hỏi cái nguyên nhân nào, đúng không ạ, nguyên nhân nào để dẫn đến cái hình ảnh với clip đó, thì mọi người lại không quan tâm và ngay lập tức là sẽ đăng đàn, sẽ mổ xẻ, sẽ phán xét. Thế nhưng khi mọi người tìm hiểu đầy đủ thì lúc đó nó sẽ có gì, nó sẽ có cái đánh giá nó rõ ràng hơn để tránh những cái thành phần khác nó lợi dụng, đúng không ạ? Hợp chứ, xem chưa đầy đủ bị các cái tổ chức chống phá hoặc cá nhân nó đưa lên thì ngay lập tức các anh dồn sang các anh phê phán này phê phán nọ, anh A, khi mà cái người trong nước người ta tìm hiểu kỹ, người ta đăng lên thì các anh ngay lập tức các anh quay lại, các anh phản ứng ngược lại, đó là gì, các anh lại sang các anh phê phán anh B. Đó là một trong những cái yếu tố mà rất là nguy hiểm, mà dễ dẫn đến là bị các cái cá nhân tổ chức chống phá Việt Nam nó lợi dụng để nó thực hiện các cái vấn đề về gì, chủ nghĩa dân túy và các cái vấn đề về cái chiến lược diễn biến hòa bình của nó. Thế nên là cái thông tin khi chúng ta tìm hiểu nó rất là quan trọng, chứ không phải là các cháu nó ra đường, nó vào trường ấy, thì nó thách thức cô giáo, đúng không ạ, nó ra đường thì nó thách thức các cơ quan bảo vệ pháp luật, mà nó về nhà thì nó lại trở thành con ngoan. Không có đâu, con người nó thuộc về bản chất hết, không dễ gì mà nó có những cái biểu hiện như vậy. Khi một người mà ngoan ngoãn này, thì người ta biết đâu là đúng, đâu là sai và người ta phải làm như thế nào nó mới phù hợp. Phù hợp không riêng gì về đạo đức, đúng không ạ? Không riêng về pháp luật mà còn về đạo đức, về tư cách, lòng tự trọng nữa. Đấy là cái góc độ mà nhìn nhận của em là như thế. Thế nên là các cái thành phần được mang tiếng là ở Mỹ mấy chục năm, nào là tinh hoa hải ngoại, nào là ở xứ sở tự do vân vân cả, rồi cuối cùng là cũng bị dắt mũi cả thôi, cũng bị mấy cái tay mà nó cần phiếu ấy, nó xuống nó lừa, đúng không ạ, nó lừa xong thì nó cũng đem con bỏ chợ vậy thôi, cũng giống như ngày xưa đấy. Tôi không làm tổng thống thì tôi về tôi làm một chiến sĩ rồi cầm súng sát cánh cùng anh em, xong đùng phát là anh ấy vác súng anh sang Cali anh tự thủ, anh chờ anh em sang để hội ngộ, đúng không ạ? Thế nên cái này thì nó không khó đâu, nó không khó để chúng ta nhận biết được. Thế thì cũng hy vọng là mọi người tham gia không gian mạng thì em rất mong muốn cái điều là chúng ta cần phải tìm hiểu một thông tin nào đó thì cần phải đa chiều, cần đa chiều. Khi đó chúng ta đã có phê phán, đúng không ạ? Thì không ai đánh giá chúng ta cả. Thế nhưng khi chúng ta chưa tìm hiểu mà chúng ta đã vội vàng chúng ta đưa ra cái quan điểm cá nhân của mình để phê phán rồi, khi mà chúng ta đã cảm thấy chúng ta đã bị lừa hoặc là bị sa vào cái bẫy của các cái thế lực
chống phá thì lúc đấy chúng ta cũng cảm thấy khi đó nó rất là muộn màng rồi. Đấy, thì qua cái góc độ ngày hôm nay em chia sẻ như vậy thì có hai cái nội dung chính, ba nội dung chính, đó là thứ nhất là về cái việc về chúng ta khẳng định về chữ nguôi, đúng không ạ? Thứ hai là về cái vấn đề mà bị dẫn dắt ở Mỹ, và thứ ba là về cái góc độ mà hiện nay trên không gian mạng có mấy cái yếu tố như vậy. Thì em cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe, và em cũng chào lại cô chú anh chị vào sau, chào anh Chu Phan, rồi chào tất cả cô chú anh chị vào sau ạ. Ok Trung, cảm ơn Trung rất là nhiều. Lát nữa mình còn phần nữa ha. Ok, để dành thời gian cho khách mời AI Việt cũng lâu lắm rồi cũng không có tham gia. Xin chào AI Việt. Hello bạn Thế Quang, anh chào Trung, chào anh em, chào anh Chu Phan và chào mọi người. Thì mình chỉ tóm tắt nói khoảng 5 phút lên bạn, tại vì cũng muốn vô cơ sở đi làm cu ly á. Thì Ok. mình phải nói vậy nè, Mỹ đó, thì anh Thơ Quang và Trung cũng biết là đại diện cho con đại bàng. Mà anh biết con đại bàng là nó bay trên không gian, là nó quản lý cả một cái trái đất đó. Thì cái nghĩa là gì? Là Mỹ là nó muốn là nó là vị trí, giống như Trung hay là anh Thơ Quang nói là vị trí nó là đứng đầu, bắt buộc một những cái nước nào mà nó sức mạnh thì bắt buộc nó cũng muốn cái vị trí số 1 của nó. Nhưng mà nó phải nể anh, tại nó là từ gốc anh mà ra thì dĩ nhiên nó phải nể một chút gì anh. Còn cái vấn đề mà so sánh giữa mà những cái thành phần mà chống cộng qua đây mà bị sổ mũi hay này nọ, đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà họ chưa tỉnh giác. Lý do họ chưa tỉnh giác là tại vì họ vẫn tôn thờ Mỹ là một nước dân chủ hay là văn minh hay là có tiếng nói này nọ, nhưng mà sự thật cái đó là một cái ngụy biện của họ thôi. Có nghĩa là họ lợi dụng cái cớ đó để họ tuyên truyền về đồng bào trong nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề này nè, Trung vừa rồi cũng nói cái vị trí Mỹ số 1 á, là không những mà Mỹ nó qua Việt Nam mà nó xúi những cái thành phần mà phải nói là gây rối hay này nọ, mà nó qua cả thế giới. Anh đồng ý với Trung và cũng anh Thơ Quang, Mỹ nó đi qua Thái Lan nè, nó qua Biển Điện là Myanmar nè, nó qua những cái nước Phi Châu nè, nó qua những cái nước Nam Mỹ nè. Cái nghĩa là nó xúi giống như giờ mà nói anh bạn Thơ Quang nè, tôi biết anh là người Công giáo, nhưng mà nó qua nó khích những người Công giáo đó trở thành là đánh nhau vì tiên lành là một nè, rồi nó khích nhau những người Công giáo đó là về cái đường dây buôn bán xì ke ma túy, là lập lên cái sự mà xì ke ma túy mà để mà những cái thành phần mafia nó gây loạn, nối loạn đi những cái tinh thần của cái cộng đồng hay là của một cái thành phố này nọ đó. Thì trở về cái vấn đề mà Việt Nam thì Mỹ thì anh biết là nó lúc nào cũng chia rẽ những cái nước nào mà nó muốn đồng hóa. Nhưng mà tiếc thay đó, Việt Nam của mình rất là có phước đức, có Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi tất cả dân tộc Việt Nam. Nhưng mà mình có phước vậy nữa là anh em, cái phước của anh của Việt Nam của mình đó là tại dân tộc Kinh của mình đó, là đa số là mình nghĩ là chắc là dân tộc Kinh của mình nó rất nhiều, khoảng là 80% không anh, 80% không ha anh em, dân tộc Kinh của mình đó. Thì chính vì cái dân tộc Kinh của mình nó rất là nhiều, còn những cái bộ tộc giống như dân tộc thiểu số hay là dân tộc người dân tộc á, cái bộ tộc của họ rất là ít, cho nên đó, và cái bộ tộc dân tộc người Việt Nam của mình nó chỉ có 54 dân tộc đó, cho nên cái sự mà gắn bó và Bác Hồ kêu gọi các dân tộc để đoàn kết lại thì chính vì cái lời nói và cái tiếng tiếng nói của Bác Hồ cái thu hút cho những người dân tộc của mình để đoàn kết lại. Nếu nha, mình nói nếu mà dân tộc Kinh của mình mà 40% hay là 50% hay là 30% là mình bảo đảm với anh bạn hay là anh em anh Thơ Quang hay là Chung nha, mình bảo đảm với Việt Nam của mình phải nói không có cái ngày mà phải nói là đoàn kết là thống nhất, cái đó là mình bảo đảm. Tại vì thường thường nó xúi những cái bộ tộc này bộ tộc kia đó, tại vì những nước Biển Điện họ có cả trăm bộ tộc lận anh, hay là Thái Lan nó cũng có nhiều bộ tộc lắm đó. Chính vì vậy thì cái bộ tộc Kinh của mình, dân tộc người Việt Nam của mình mà dân tộc Kinh thì còn cái số lớn rất là nhiều, cho nên mình có những cái sự sức mạnh và đoàn kết, và mình thương những người dân tộc đồng bào nữa, cho nên chính vì cái điểm đó thì mình có cái lợi thế đó.
cho nên mình khó mà bị lung lay và khó bị kiểu như là sa bãi với những cái kẻ mà giống như là nhất là Mỹ, là nó dùng cái đồng tiền và nó dùng cái sức mạnh của nó để nó vào, nó điều khiển và nó dựng lên một cái, ví dụ là nó dựng lên đảng này đảng kia, hay là nó dựng lên cái chương trình này nọ để nó, chủ yếu của nó là gì, là nó chia rẽ để nó cai trị thôi. Đó là cái chiêu bài của những thành phần mà mình nói là thực dân hay là đế quốc hay này nọ. Thì không biết là anh em nghĩ sao vấn đề đó, thì mình chỉ có ý kiến chia sẻ những cái gì mà mình cảm thấy và cái đó là sự thật theo mà theo cái quan điểm của mình. Thì mình cảm ơn Thầy Quang cho mình lên chia sẻ một cái khía cạnh nhỏ nhỏ, tại vì mình cũng sắp sửa tới giờ đi làm á, thì mình cũng dừng mai trả mai lại cho anh và mọi người kế tiếp hay là anh em nào đó. Chào anh em, chào mọi người nha. Cảm ơn bạn Thầy Quang nha. Ok.